bạn ơi, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện ba ngọn đèn đối xử với nhau như thế nào và kết cục ra sao. Chúng ta bắt đầu vào câu chuyện nhé. Tại một thành phố nọ, trong ngôi nhà nhỏ ở ngay ngã tư đường phố có ba ngọn đèn cùng chung sống với nhau. Đó là đèn đỏ, đèn vàng và đèn xanh. Công việc của chúng thật quan trọng. Này nhé, nếu đèn xanh bật sáng nghĩa là đường đang trống và mọi người có thể băng qua được. Còn khi đèn vàng bật lên là lúc nào một lịch sự nhắc chúng ta rằng đi chậm chậm nhé, sắp phải dừng lại đấy. Sau đèn vàng là đèn đỏ. Đèn đỏ sáng lên và nói xin mời dừng lại, đến lượt xe khác đi trật tự trên là nghiêm ngặt không đèn nào được quên thứ tự bật sáng của mình nhưng bất ngờ một hôm đèn xanh cãi nhau với đèn đỏ đèn xanh nói tại sao xe hơi đang chạy lại phải dừng lại xe nào cũng vội vã như nhau vì có biết bao nhiêu là người đang đợi chúng ở các bến xe này đèn vàng và đèn đỏ ơi không nhường cho các anh đâu, tôi cứ bật sáng mãi để các xe được chạy liên tục đấy. đèn đỏ bên cãi lại, tôi nghĩ khác, các xe vội vã chạy nhanh nên rất mệt, vì thế tôi cần bật sáng để chúng dừng lại nghỉ thật lâu. nghỉ hai bạn cãi nhau, đèn vàng ân cần hòa giải đèn xanh và đèn đỏ ơi ai có việc của người nấy cãi nhau mà làm gì nhưng dù cho đến đèn vàng khuyên can thế nào đèn đỏ và đèn xanh vẫn cứ cãi nhau và thậm chí đánh nhau nữa chứ kết cục là cả hai đều bị thương tích đấy mình nên trắng còn bật sáng lên được nữa thế rồi các loại xe và người qua lại ở ngã từ đường không cần biết phải đi như thế nào. Nên dần un ứ, mắc kẹt. Chẳng mấy chốc, đường sẽ đông nghịt những xe và người. Thế là tắt đường mất rồi. Bỗng một ông tiền xuất hiện. Ông tiền đến ngôi nhà của bà ngọn đèn và trò chuyện vui vẻ rất lâu rồi ấn cần quyền chúng. Này các cậu bé, đừng bao giờ cãi nhau nữa nhé. Từ đó trở đi, trong ngôi nhà nhỏ tại ngã tư đường phố, ba ngọn đèn xanh, vàng, đỏ luôn sống trang hòa và đoàn kết với nhau. Các bé thử nghĩ xem, Ông Tiền đã nói gì với ba ngọn đèn xanh, vàng, đỏ? Các bạn ơi, qua câu chuyện này, chúng ta không nên đánh nhau giống như ba ngọn đèn đâu các bạn nhé. Chúng ta nên đoàn kết với nhau và đối xử thật tốt nha các bạn. Các bạn ơi, nếu các bạn thấy câu chuyện của mình hay và hữu ích, thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách ấn like và đăng ký cho mình với nhé